Cháu đã nói với chú rồi, chú đừng có dồn cháu vào đường cùng. Mày có giả tao tiền không? Chú. Thôi chú ơi, anh Dân đây. Làng xóm láng giềng với nhau sẽ đánh nhau này. Cút, muốn nói đoạn nữa à? Thử xem, lần này tôi không nhịn anh nữa đâu. Mỗi người bớt nhau một lời đi chú ạ. Mày đúng là thằng côn đồ lưu manh. Mày không giả tao tiền nhá, là tao gọi chính quyền vào đấy. Chú. Đấy anh xem, thương mẹ con nhà nó khổ sở, tôi mới cho thuê cái cửa hàng này với giá rẻ. Thế bây giờ nó nợ tôi 3 tháng tiền nhà, hôm nay tôi đến đòi, thế mà nó dọa đánh tôi đấy. Đúng là làm ơn mắc oán. Chú đã xiết nợ cái xe máy của cháu gì? Chú phải để cháu đường sống, có làm ăn chứ. Cái xe máy đấy là mày tự nguyện đưa cho tao, chứ tao có xiết nợ mày không. Mà cái xe cà tàng này tao bán với giá đồng nát cũng chỉ đủ trả một góc nhà này thôi. Tuần này liệu mà thu xếp nốt mà trả tao, rồi cuốn xéo để tao còn cho người khác thuê. Cháu chả đi đâu cả. Chú đi về, cháu còn làm ăn. Thằng con dậy này, mày. Ôi chú ơi. Thôi đi con. Mẹ dậy rồi ạ. Mẹ vẫn sốt cao quá, phải đi bệnh viện rồi ạ. Mẹ không sao đâu. Mẹ nằm nghỉ một chút đi ạ. Tiền đâu ra mà đi viện à con? Mà con đừng có khổ nào với người ta như thế chứ. Con biết rồi ạ. Hình như mẹ anh bị sốt xuất huyết nặng rồi, tay phát ban kia kìa, phải đưa bà đi viện thôi. Tao biết bệnh của mẹ tao, không khiến mày xía mũi vào. Không đi viện đâu. Bác phải đi viện thôi. Không. Nào, để tôi giúp một tay. Không, không. Nhanh lên, không chủ quan được đâu. Mẹ chịu khó đi bệnh viện kiểm tra xem sao nhá. Bác cố gắng. Con đỡ mẹ dậy nào. Tôi đã nói rồi, các chị thông cảm. Đây là tôi nợ, chứ không phải là tôi không trả. Bây giờ các chị cứ truyền tiểu cầu cho mẹ tôi trước đi. Sau đó tôi sẽ lo tiền, tôi trả sau. Làm ăn cái kiểu gì mà chắc lép đấy. Anh cũng phải thông cảm cho chúng tôi. Đây là quy định của bệnh viện, chúng tôi sẽ tạm thu trước các khoản. Khi nào mẹ anh ra viện, nếu thừa chúng tôi sẽ gửi lại cho anh sau. Nhưng mà bây giờ tôi không có tiền. Chẳng lẽ các chị thấy người sắp chết cũng cứu à? Làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Này. Hả? Làm ăn cái gì? Anh đi gây rối đây à? Mời anh ra ngoài. Tôi gây rối đấy. Mẹ tôi có mệnh lệ gì? Các người không yên với tôi đâu. Anh thông cảm, mẹ anh ấy sốt xuất huyết nặng nên là lo lắng quá. Nhưng mà yêu cầu các anh phải trật tự, không là tôi mời ra ngoài. À, dạ vâng. Chị chờ chút, tôi sẽ lo, tôi sẽ... Tao không kiếm mày lo. Vâng ạ. Chị nói đi, bây giờ các chị có truyền tiểu cầu không, hả? Đừng có điên. Đóng tiền ví cho người ta đi. Đừng có mà cù nhây nữa. Cụ là nguy kịch lắm rồi đấy nhá. Không được truyền tiểu cầu ngay, là nguy hiểm đến tính mạng ấy. Mày nghĩ là tao không muốn đóng tiền à? Mày nghĩ là tao muốn cù nhây à? Nhưng mà tao không có tiền. Không có tiền thì mình đi vay. Xử sự như thế làm sao mà được? Tao mà vay được thì nó không phải như thế này. Thôi được rồi, tôi cho anh vượn. Không cần. Anh không cần tôi cũng trả thèm nhá. Điên thì điên tùy lúc thôi. Không cần gì, thế thôi. Nhào, vay không? Ông chủ ơi. Cậu à, có việc gì đấy? Mẹ con anh Dân chuyển đi rồi ạ. Từ hôm qua tới giờ có thấy mặt mũi nó đâu. Chính vì nó không chịu trả tiền nhà cho tôi, sẽ phải lấy lại rồi cho tìm người thuê mới đây này. Thôi chú ơi, mẹ anh ấy sốt xuất huyết nặng lắm. Chú thông cảm cho hoàn cảnh của anh ấy. Có phải là tôi sống không có lý có tình đâu. Tôi thông cảm cho nó 3 tháng nay rồi. Nhưng mà tôi cũng còn phải sống nữa chứ. Mà chú công nhận thằng này lưu manh không? Rõ ràng nó có tiền, nhưng nó không chịu trả cho tôi, và cũng không chịu đưa mẹ nó đi bệnh viện. Đấy, còn với cái mất dạy thế đấy. Anh ấy không có tiền thật, là cháu trả viện phí cho anh ấy đấy. Hả? Sao? Chú bị nó lừa rồi. Giờ tôi đố chú tìm được nó mà đòi tiền đấy. Dạ không, cháu đến hỏi thăm xem mẹ anh thế nào rồi. Nói thật thì chú lại không tin. Thằng này dáng lươn đấy. Không tin thì chú gọi điện cho nó đi. Đây này, số điện thoại đây này. Đấy, xem thế nào. Gọi đi.
Thấy chưa? Đã bảo rồi mày. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin, vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nó. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được. Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế? Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi, đừng mơ mộng nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi. Thương mẹ con nhà nó khổ sở, tôi mới cho thuê cái cửa hàng này với giá rẻ. Thế bây giờ nó nợ tôi 3 tháng tiền nhà, hôm nay tôi đến đòi. Thế mà nó dọa đánh tôi đấy. Đúng là làm ơn mắc oán. Chú đã xiết nợ cái xe máy của cháu gì? Chú phải để cháu được sống, có làm ăn chứ. Cái xe máy đấy là mày tự nguyện đưa cho tao, chứ tao có xiết nợ mày không. Mà cái xe cà tàng này tao bán với giá đồng nát cũng chỉ đủ trả một góc nhà này thôi. Tuần này liệu mà thu xếp nốt mà trả tao, rồi cuốn xéo để tao còn cho người khác thuê. Cháu chả đi đâu cả. Chú đi vậy, cháu còn làm ăn. Thằng mất dạy này, mày. Ô chú ơi. Thôi đi con. Mẹ dậy rồi ạ. Mẹ vẫn sốt cao quá, phải đi bệnh viện rồi ạ. Mẹ không sao đâu. Mẹ nằm nghỉ một chút đi ạ. Tiền đâu ra mà đi viện à con? Mà con đừng có khổ nào với người ta như thế chứ. Con biết rồi ạ. Hình như mẹ anh bị sốt xuất huyết nặng rồi, tay phát ban kia kìa, phải đưa bà đi viện thôi. Tao biết bệnh của mẹ tao, không khiến mày xía mũi vào. Không đi viện đâu. Bác phải đi viện thôi. Không. Nào, để tôi giúp một tay. Không, không. Nhanh lên, không chủ quan được đâu. Mẹ chịu khó đi bệnh viện kiểm tra xem sao nhá. Bác cố gắng con nữa. Con đỡ mẹ dậy nào. Úi trời, mặc bộ này ra dáng doanh nhân Trần Ngọc Bảo luôn. Xin chào. Trông quê lắm. Xin chào. Đấy. Trông ổn hơn rồi đấy. Này. Ui. Giật tít cơ mình. Lôi bộ vest ra làm gì đấy? Định một tí rồi. Không. Cất ngay vào chỗ cũ. Ui. Đây là vest tao cho thằng Dũng rồi. Chỉ mình mới mặc thôi. Thì cho tao mượn một tí thôi. Không là không. Rồi không, không. Rồi ra. Nhưng này nhé. Em chờ chị mãi. Uống với ai mà say khướt như thế này? Em uống... uống với chị đẹp. Quần áo đẹp. Son đẹp. Tay cũng đẹp. Nào. Đừng có quậy. Chị thích những thứ như này à? Chị thích những thứ như này đúng không? Chị thích lắm đúng không? Mới đi làm mà đã rượu chè bê bết như thế này rồi. Chị đưa em về. Từ từ, chị đừng có nặng lời với em, từ từ. Em bảo.
thích chị.